Cây sung bờ mương tưởng chừng bỏ đi sau 2 năm đã trở thành một cây bonsai, quả sai từ cành đến ngọn. Giờ thì cùng ra bờ mương đào sung với mình nhá. Sau 8 tháng. Sau 12 tháng, chỗ này nó hơi bị cớm nên là sẽ cho lên chậu. Mình sẽ đánh cái bầu to như này cho cây nó khỏe. Cục đất to như này nặng phết đấy chứ. Mười bốn tháng, níu cái ngọn xuống, cành to sẽ cắt giật chia nhánh. 16 tháng, tiếp tục vào dây uốn cành mặt sau. Nuôi chậu nên lớn cũng hơi chậm, được cái mưa nhiều lá nó xanh ngắt. 17 tháng. Tư tháng, đợt này thì cây không phát triển mấy vì cây nó đang bận ra quả các bạn ạ. Đây là lứa quả thứ hai rồi, thấy đẹp đẹp nên lại lên video. Đây là cái lá của cái sung đang có quả này. Cây này lúc đầu ngoài đất trồng lá nó cũng to như này. Nếu các bạn để ý thì sẽ khác nhau về độ già. Thông thường cái sung mà ra quả thì lá nó sẽ bé lại và nó già đi. Kể cả các bạn trồng ngoài đất lá nó cũng bé lại, cái cành nó cũng già đi rất nhiều. Cành này bé xíu nhưng rất là cứng nên là sung cây to nhưng mà non thì vẫn không ra quả được. Mặc dù cây nhiều năm nhưng mà lá nó cứ tốt như này thì cây vẫn chưa ra quả được. Như cây sung này lúc mình đào vào mương thì nó chưa từng có quả và mình trồng được hơn 1 năm cây nó rất là già nên nó đã ra quả. Các bạn cứ trồng chỗ nhiều nắng này, dưới nước đầy đủ, khi nó già thì nó sẽ tự ra quả thôi. Đây là lứa quả thứ hai rồi. Lứa quả trước thì mầm quả nó cũng vừa phải thôi, còn lứa quả lần này thì nó cứ san sát nhau luôn, chỗ nào có mầm thì chỗ đó có quả. Nếu mà nuôi thêm vài lứa nữa thì nó mọc thành chùm luôn. Đây là quả sung lứa trước này, quả to đùng luôn, còn chỗ này thì là một chùm quả nhỏ của lứa quả lần này. Đây nữa này, quả nó sai đến tận ngọn luôn. Nhiều bạn mới chơi cây chưa đẹp thì cứ bình tĩnh làm cho cây đẹp đi, rồi dần dần nó sẽ có quả thôi. Như cái này của mình có quả rồi thì nuôi thấy cành nó không có lớn, đáng ra nuôi cành to thêm một xíu nữa mới đẹp. Giờ mình sẽ ăn thử một quả nhá, quay sát cho các bạn xem kỹ này, không lại bảo dán keo 502. Đây các bạn thấy không, nhựa nó chảy ra luôn này, giòn ngon các bạn nhá. Quả sung bình thường thì nó sẽ màu xanh, còn khi chín thì nó sẽ màu đỏ như này. Do cây nó chưa được hoàn thiện nên mình không đợi lúc quả to mới quay, để mình dành cái đoạn đẹp nhất cho cây khi hoàn thiện. Khi đó thì nhìn nó mới phê. Cái da nhìn nó già khô rồi này, quả nó mọc từ cành chính luôn. Sung khó ra quả nhưng khi đã ra được rồi thì cứ thế nó ra thôi, hết lứa này nó lại ra lứa khác. Cây này thì vẫn chưa hoàn thiện nhưng mà vừa chơi vừa làm vẫn ok. Nuôi chậu như này thì nó nhanh già nhưng lâu lớn lắm. Được cái cây này nhiều quả, tay cành có tí chút rồi thì chơi vẫn ok.
Đây chính là combo 9 món em đang dùng làm video, gồm cưa to, kéo cắt, kéo tỉa, kìm cạp tròn, một cây đục móng, một cái cưa lách, lọ keo liền sẹo, kích rễ HB101 và cuộn dây nhôm 3 ly. Chọn bộ 9 món đầy đủ như này, giá 620k bao ship. Combo này thì đang dùng làm video nên các bác yên tâm chất lượng. Mua một bộ như này thì đầy đủ đồ làm bonsai luôn. Đặt hàng thì các bác inbox em nhá.